Bonjour, je m'appelle Arne. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes familles. Ô, quá dữ luôn ta. Dạ. Con gái của ba, trời ơi, nói tiếng Pháp nghe đã thiệt. Con nói cái gì vậy? Dạ, mà ba ơi, con quên nói với ba cái này nè. Cô giáo nói là mời ba tuần sau tới lớp của con xem con thuyết trình về gia đình bằng tiếng Pháp đó ba. Wow, con gái tôi dữ vậy ta. Dạ. Được mời thuyết trình là giỏi lắm rồi nghe. Dạ. Nhưng mà từ sau ba kẹt rồi con. Từ sau ba có công việc rồi. Thôi ba xếp lịch đi. Để ba thu xếp. Con hãy tin một điều, nếu ba thu xếp được, ba sẽ nhào tới trường để trời đó hãnh diện mà. Ráng ráng nha. Còn không được, đừng buồn ba nghe chưa. Ba. Gì vậy? Ở lại đây. Ba ơi, hè này ba dắt con đi chơi nha. Trời đất ơi, từ giờ mà con tính tới chuyện hè rồi hả? Thì hè rảnh thì dắt đi chơi thôi. Ba chỉ sợ lúc đó ba phải bận đi công tác. Thôi ba đi công tác hoài vậy. Trời ơi, ba là trưởng phòng, ba phải đi công tác chứ. Mà đợt này á, ba đi vài ngày nè, ba không biết gửi con với Bình sao đây nữa nè. À, hay là ba cho con đi theo với? Đâu được con. Trời ơi, ba đi làm việc nhiều lắm rồi. Vừa phải lo công chuyện, rồi vừa phải tiếp khách, rồi vừa phải lo cho chị em con nữa. Trời lúc đó cho ba nổ cái não ra luôn á. Nếu mà ba có đi vài ngày thì chị em ở nhà ráng bảo ba nha. Có gì ba nhờ chị Vi chạy qua chạy lại xem chừng giùm. Mà nhớ là phải hả dọn nhà sạch sẽ chứ không được mà bày biện như mỗi lần trước mà đi công tác về một cái là cái nhà như là hả một cái bãi chiến trường luôn á. Nhớ nghe chưa? Từ lúc á mà con với em Bình ở đây nè là con chưa bao giờ được ba dắt đi chơi xa hết đó. Thì ba đi làm công chuyện mà một mình ba đi làm phải lo cho hai đứa con. Cực lắm con chứ không phải đơn giản đâu. Giờ buông ra một cái mấy cha con mình đi chơi xong giờ đi ăn mày con chịu không? Đúng không? Mình chưa kể là sắp tới có thêm... Thêm ai? À thôi, từ từ con biết. Trước sau thì cũng biết mà, từ từ biết. Để đi. Ba ơi, hả? Sau này ba có vợ với lại có con thì ba có còn thương con với lại Bình đúng không? Không được hỏi những câu hỏi đó nghe chưa? Càng ngày càng lớn, càng có những cái câu hỏi hóc búa, những cái câu hỏi kỳ cục. Ba không thoải mái mấy câu hỏi đó đâu nha. Không được hỏi nữa. Dạ. Alo. Tới rồi hả? Ồ. Rồi rồi. Cái gì? Tôi lo luôn. Thì biết là ruột thịt rồi nhưng mà trời đất ơi. Rồi thôi được rồi, để tôi lo luôn cho. Dầu gì cũng có hai đứa từ trên trời rơi xuống rồi. Bây giờ thêm một đứa nữa bắt quá đi xa thôi. Rồi thôi được rồi, nó tới rồi, kêu ở đó chờ chút đi, tôi chạy ra tôi rước vô nha nha. Trời ơi, thêm một thành viên từ trên trời rơi xuống nữa. Cũng này mệt lắm rồi. Thành viên đó là ai vậy? Sắp sửa thêm một thành viên mới tới nhà mình nữa, giờ ba phải chạy đi đón. Con ở nhà canh nhà nha, đừng đi đâu chơi nha. Ai vậy? Từ từ rồi con biết mà. Thêm một thành viên mới. À, chết rồi, vậy là mình với em Bình sắp sửa bị ra rìa rồi. An ơi, thấy cái chìa khóa xe máy của ba đâu không? Xe máy? Alo. Trời ơi. Alo. À. Đang có công chuyện. Ủa? Không biết xe làm sao bị xẹp. Anh Tôn. Hả? Xe bị gì vậy? Vậy nha. Ủa? Anh bị gì vậy? Không biết làm sao mà hai cái bánh xe nó mềm xèo hết trơn mà đã bây giờ đang có công chuyện gấp. Mà phải dắt cái xe đi nữa thiệt mệt gì đâu á. Không mấy lấy xe em đi nè. Ủa được không? Được, lấy xe em đi. Cô Linh ơi. Ủa? Sao con? Dạ, anh Winner đánh bại trong lớp nên bị cô giáo phạt á. Cái gì? Cô nói cái gì? Cái gì? Sao con biết chuyện này? Dạ, tại vì anh Winner gọi điện cho con, nói là nói với cô Linh á. Lên cứu anh liền đi. Cô Linh nhanh lên. Thôi em đi nha, em không cho anh mượn xe được rồi. Khoan đã Linh. Ủa? Con làm gì có điện thoại mà Winner gọi điện cho con? Dạ. Nhìn ba nói chuyện nè, ngó đâu vậy?
Dạ, con xài điện thoại bàn. Anh Winner gọi cho con bằng điện thoại bàn. Điện thoại bàn ở nhà mình toàn là đồ giả không? Làm gì mà gọi được? Có chuyện gì giấu ba đúng không? Dạ. Nói ba nghe, nhìn ba. Thôi, bình tĩnh anh, từ từ. Nói chung là chuyện của hai cha con thì hai cha con giải quyết đi. Giờ em đang gấp, anh coi kia sửa xe nha, em đi rước Winner. Đứng đây. Anh Winner nó đánh mạng cái lớp. Đứng đây, nghe anh nói nè. Có chuyện gì giấu ba? Dạ. Nhìn ba. Dạ. Nói. Dạ là cái. Nói liền. Dạ là cái người hồi sáng mà ba định rước á, con không có muốn người đó về nhà của mình đâu. Cái người nào? Dạ cái người lạ đó, con không có muốn người lạ đó về nhà của mình đâu. Cái gì? Anh đang định đi rước một người lạ nào khác về nhà anh hả? Hả? Anh Tùng, vậy là anh định cưới thêm vợ thì cả. Trời ơi, không bao giờ em để chuyện đó xảy ra. Không bao giờ em để xe em anh chở người khác trên xe em đâu. Bình tĩnh đi mà. Không bao giờ, em quăng chuyện hóa cho anh luôn. Cái em gì vậy? Anh sửa xe anh đi luôn, em không cho anh rước ai vậy hết. Trời ơi, Linh ơi, tôi lại Linh mà. Linh, có con nít ở đây mà làm rần rần cái gì vậy? Cô nói cái gì vậy? Dạ. Người lạ nào? Dạ, tại vì nếu ba đem người lạ đó về thì con với em Bình sẽ không được ba thương như trước nữa. Dạ đúng rồi. Không muốn đâu. Đúng, em cũng không muốn đâu. Anh đã có hai đứa từ trên trời rơi xuống rồi. Bây giờ anh rước thêm một đứa nào về nữa. Em không muốn nào. Con không muốn về trời nữa đâu. Thôi, cái gì vậy? Ai nói người lạ? Đó là cháu ruột của tôi. Cháu của tôi. Hiểu không? Cháu ruột của tôi. Nó lên đây nó học. Tôi đi rước nó lên đây nè. Lo cho nó học trên này. Ba mẹ nó gửi tôi mà. Cái gì vậy? Đó là cháu của tôi. Chị An nói sắp có người xâm nhập vô căn nhà này. Không có dễ đâu. Nếu mà có người vô thì mình sẽ đuổi ra. Biến đi, đuổi ra. Ủa, chị An về rồi hả? Sao rồi chị? Kế hoạch của chị thất bại rồi. Đã vậy ba Tùng còn biết nữa chứ. Ôi, chị dở quá à. Vậy em thử lâm vào tình thế của chị coi em làm được không? Trong lúc nguy hiểm em biến đi đâu vậy? Bây giờ sao đây chị? Mình sắp con gói ra khỏi nhà này rồi. Ba! Ba về rồi đây. Ba đã về. Các con hãy cùng nở một nụ cười thật tươi chào đón thành viên mới của gia đình chúng ta. Việc thi xuất hiện. Xin chào mấy em, chị là Thi. Tha. Wow, nhà chú công nhận bự thiệt luôn á. Trời. Quay. Nhẹ tay. Trời, có máy nhạc không à? Trời ơi, máy chụp hình luôn à. Ồ. Trời ơi, chú công có bếp à. Cái bếp bự ta bỏ đó luôn. Bếp này mà con nhóm củi là cháy dữ lắm á. Con nó nghe nè, con nghe. Thì ra đây đứng đi. À, để chú giới thiệu. À, bếp đó là ta xài bằng bếp từ cho nên là con không cần có nhóm củi nghe. Nghe. Nè, bây giờ hai con hãy đứng đây, qua đây. À, đó. Đây. Chú ơi, tivi cũng bự quá trời luôn nè. Rồi, để chú giới thiệu xong đã con bớt tăng động lại nha. Dạ. Ừ. Nhúc vuốt tóc cho đó, sáng sủa. Đây là việc thi ở núi Sập mới lên. Chào hai em, chị tên Thi ở nước Sạch mới lên. Sao hai em nó ít nói dữ chú ha? Tại vì người lạ, người quen tụi nó giỡn dữ lắm. Hai con ơi, chị Thi ở đây học một thời gian và sau đó. Và sau đó chị sẽ ở đây luôn, sẽ không về nước Sạch nữa. Tại sao? Thì tại vì con cảm thấy trong ngôi nhà này nè, vừa ấm áp vừa hạnh phúc nữa. Với lại có một người chú hiền hậu, đẹp trai, phong độ, hiền từ, nhân hậu nữa. Hạnh phúc quá. Rồi con còn được ở chung với một người em gái nè, nhỏ nhắn như là búp bê vậy đó, xinh đẹp, còn đáng yêu nữa, nhìn như là công chúa trong chuyện cổ tích vậy á. Còn có được một cậu em trai nè, vừa đẹp trai, khôi ngô, tuấn tú, nhìn như là một vị hoàng tử trong chuyện cổ tích ngày xưa vậy đó. Nói chung là con thấy con đứng ở đây giống như là đang đứng ở trong một lâu đài á, hạnh phúc lắm. Wow. Các con của ta, các con có thấy Diệt Thi đáng yêu không? Quá đáng yêu.
Vậy thì còn chần chờ gì nữa? Welcome Việt Thi. Yêu quá chừng. Dạ. Dạ gì? Chú kiếm còn chi? Tại vì tôi nhớ Vi, tôi muốn gặp Vi mỗi ngày. Ơi. Ghê quá. Dạ. Gặp cảm ơn. Cảm ơn chuyện hôm bữa giúp chú. Nếu không có con không biết giờ chú làm sao nữa. Thì mai mốt chú có gì chú nói thẳng đi. Không thích người ta thì cũng phải nói ra. Chứ lượn lờ hoài. Trời ơi, ai muốn lượn lờ gì đâu. Tôi khổ sở quá mà làm như không biết tính tôi vậy. Tự nhiên người ta thích tôi chứ bộ. Chứ tôi thấy gớm gì thì tôi dám lượn lờ với ai. Hey, thái độ gì vậy? Thái độ gì vậy? Hả? Con làm cái gì biểu không? Môi, cái biểu môi tôi thấy rõ ràng. Cái môi đã được không được gọn rồi mà đặt chề chề ra nữa. Trời, làm như tôi không thấy gì. Tôi thấy biểu môi rõ ràng, cái ý là giống như là tôi thích lắm mà tôi giả bộ hả? Hả? Dẹp cái suy nghĩ đó đi nghe chưa? Cảm ơn. Giờ đi đâu? Con đi về. Giờ này giờ làm mà đi về. Con đi làm. Xéo chân qua. Xéo qua, đúng rồi. Xéo qua, xéo qua. Đẩy cái hông lên, đẩy cái hông lên. Không. Xéo qua. Đi với đàng hoàng coi, đi mẹ coi. Đi. Đi. Xéo qua. Xéo qua. Xéo qua. Bà đi như bắn cá vậy bà. Né coi mẹ nè, đi nè. Xéo qua. Xéo qua. Xéo qua. Đi 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 đi. Đi đàng hoàng đi, mình không có giữ, mình giữ cái bài. Xéo qua. Xéo qua. Xéo qua. Đi mẹ coi coi. Đi tới đây, đi tới đây, đi tới đây, đi tới đây. Đi sang mẹ, xéo qua. Khó quá. Kinh đi, cái gì nhở? Khó quá mẹ. Khó đâu mà khó. Con cứ cố gắng là sẽ làm được, con hiểu không? Tương lai con phải là diễn viên, con phải là hoa hậu, hiểu không? Thì bây giờ nè, con phải tập thể dục, mình phải giữ dáng trước. Rồi sau này á, mẹ sẽ cho con đi học thêm những cái môn để tăng chiều cao. Ví dụ như là bơi lội nè, hít xà đơn nè. Rồi mai mốt đi học bóng rổ chung với anh Winner. Để cao lên, cao lên, hiểu không? Một mẹ, chân. Hả? Người mẫu á, với lại diễn viên đâu có liên quan gì tới mấy cái môn đó đâu. Con ghét, con chỉ thích nãy là cờ, kỹ thuật thì giàu thôi à. Chơi mấy cái môn đó mẹ không có cho chơi mấy môn đó chứ chưa. Chơi cái môn gì mà mình cao lên được, cao lên được. Trời ơi nè, mẹ sợ lắm luôn á. Mẹ rất là sợ con giống như cái gen của ba con là lùn, hiểu không? Thấy không? Nên bây giờ mình phải tập mọi biện pháp để mình tăng chiều cao mình lên. Con thấy không? Nguyên cả cái chung cư này ai cũng gọi con là bé lùn hết trơn á. Phải cao, phải cao. Con ghét ai gọi con là bé lùn đó. Ai mà gọi con là bé lùn á, người đó là kẻ thù của con. Bé lùn. Thế ra, chị mới gọi em là cái gì vậy? Thì em là bé lùn, thì chị kêu em là bé lùn. Nè Thi. Dạ. Candy không thích ai kêu bằng bé lùn đâu nha. Đúng không? Dạ, đúng, đúng không? Ừ, nhưng mà tại vì mình không cao thì người ta kêu bằng bé lùn. Tên bé lùn dễ thương mà. Trời ơi, cái mặt giận kìa, cái mặt giận nhìn cũng lùn nữa. Trời ơi, dậm chân mà nhìn cũng thấy ghét nữa kìa. Candy, con không có hổn nha. Chị Thi với lại ba Tùng ở đây là ghẹo con mà. Ừ. Hành ha. Thôi con thưa cô Linh đi về học bài đi con. Dạ. Con chào cô, con về. Bye bé lùn nha, hẹn gặp lại nha. Anh Tùng ở lại đi dạo với em một vòng. Thôi đi về con. Bye bé lùn nha. Anh Tùng. Anh Tùng. Từ nay trở đi, cái chuyện nhà quê đó sẽ là kẻ thù của mình. Ủa chết rồi Candy ơi, anh để quên tập trên nhà rồi, bây giờ anh về lấy tí nha. Anh lên nhanh nhanh nha, em sợ người ta bắt cóc quá. Thật gớm quá bà ơi, ai mà dám bắt cóc bà, đừng nói nha. Xin uống trà sữa nha. Được á. Ủa, bé Đồng, em chưa đi học hả? Má thì tôi phải nói với mấy người. Trời ơi, coi kìa, dễ thương quá. Em của bà hả? Không phải em của tôi. Ủa, dễ thương quá kìa. Em hàng xóm á. Còn súng răng kìa. Mất lịch sự. Bé Lục, em cao bao nhiêu vậy? Để chị đo cho em nha. Không được đo tôi. Ủa coi kìa, mặt hung dữ dễ sợ luôn á. Không, ê nựng cái. Nựng ra. Ủa, không cho nựng luôn.
Ủa, bé lùn kìa, bé lùn mà nhìn như Doraemon ấy. Trời ơi, sợ. Ước gì mình cũng có em gái giống vậy ha. Đúng rồi. Mấy người đây chưa? Không dữ vậy, mà dễ thương, dễ sợ luôn á. Chị Diễm kìa, bé lùn à. Anh quay lại rồi nè. Sao mặt em bí xị vậy? Hử? Bà chị nhà quê chứ ai. Đã biết là người ta không thích cái tên bé lùn rồi mà cứ kêu hoài à. Nói gì anh không hiểu vậy? Bà nhà ở quê nào? Anh có mấy cái chiêu chọc ghẹo người khác đúng không? Anh chỉ cho em đi. Này, anh hứa với mẹ là sẽ tu thành chánh quả rồi, không trêu chọc ai nữa đâu. Thôi, anh chỉ cho em mấy chiêu mà chọc ghẹo người mà mình không thích á. Dễ thôi, thì em cứ bắt dán bỏ vô cặp người ta hoặc là dán giấy thất tình lên, hiệu quả vô cùng. Yeah, vậy là đủ rồi. Kỳ này bà chị là quê đó, biết tay em. Ủa, con nhỏ này chờ anh. Ủa, Kinh đi. Dạ. Con ở đây với ai vậy? Dạ, anh hai á. Dạ, anh Winner đâu? Dạ, anh Winner đi mua nước rồi. Trời đất ơi, sao anh Winner đi mua nước mà dám bỏ con mình ở đây? Dạ. Thôi thôi, đi lên nhà với mẹ đi. Đi. Thôi, con đợi anh Winner à. Trời, nhưng mà mẹ mắc quý quá nè, đi lên. Con đợi anh Winner, đi chung với anh Winner à. Đi chung phải không? Dạ. Đi, anh Winner đi mua nước lâu chưa? Ừ, dạ chưa. Trời ơi, đợi đây sao lỡ có chuyện gì sao? Mà có chuyện gì là chạy tới chú bảo vệ liền nghe chưa? Dạ. Mẹ lên nhà cái mẹ xuống lại liền. Dạ. Mẹ ấy quá. Em chào chị nhà quê. Trời, bé lùn, sao tự nhiên hôm nay chào chị vậy? Thường thường mỗi lần mà gặp chị là em khó chịu lắm mà. Chị nói nhiều quá. Sao vậy? Sao đứng đằng mình vậy? Chị đúng là có nhiều luôn á. Chị ơi, đem ơn chị một cái được không? Thường thường á thì xa lánh người ta rồi bây giờ đòi ôm người ta. Ôm đi. Chị phải cúi xuống, chị phải ngồi xuống em mới ôm được. Rồi. Nhưng muốn ôm em phải đếm từ 1 tới 10. Nhiều điều kiện quá vậy. 1 tới 10 đúng không? Đúng rồi. Ôm luôn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi. Sao nữa? Em có vấn đề tặng cho chị á. Vừa được ôm mà vừa được tặng quà nữa. Chị ngồi xuống tiếp. Diễm phúc ba đời. Chị ngồi xuống tiếp đi. Giờ rồi. Chị nhắm mắt lại. Ok, nhắm mắt lại. Giờ chị đếm từ 1 tới 10 đi. Nhắm mắt lại nha. Đếm từ 1 tới 10 luôn hả? Dạ. Rồi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yeah. Ôi, bé lùn, bé lùn, bé lùn. Bé lùn. Bé lùn, bé lùn, bé lùn, bé lùn. Bé lùn. Bé lùn. Cái người chị kìa. Cái này có chuyện gì vậy con? Không biết đâu. Sao vậy? Sao vậy? Không biết đâu. Thi, con lớn sao con hiếp em vậy? Sao vậy Thi? Sao vậy con? Con không hiếp nó đâu. Nó không hiếp con thì có. Nó bắt dán hù con kìa. Cái gì Kinh đi? Có chuyện đó luôn hả? Tại vì chị kêu con là bé lùn. Thì con cũng kêu người ta nhà quê đó. Trời ơi. Cái gì vậy Kinh đi? Trời ơi. Nhưng mà cái đó là anh Winner vậy. Kệ con mà. Trời đất ơi. Winner là anh của em á hả? Dạ. Ủa, vậy là con cũng biết Winner nhà cô hả? Dạ, hình như bạn học chung lớp với con. Hay quá ha Candy ha. Vừa bắt dán dọa chị mà còn ăn dạ nữa. Hay thiệt luôn á. Trời ơi, nhỏ xíu người thôi mà suy nghĩ ghê gớm thiệt. Còn con nữa Thi, mấy mốt mà có dán hay là có thất tình vậy thì nói với chú được rồi, đâu có cần ra mà công viên la ôm sùm lên chi. Dạ. Thất tình? Ừ. Cái gì? Đây nè. Đây. Tôi thất tình. Bé lùn, em cũng bà luôn đó hả bà?
Con em nó con nít, nó không biết gì hết. Cô Linh xin lỗi con. Tại cái này là Winner chỉ Candy, chứ Candy nó nhỏ có biết gì đâu. Coi như là cô xin lỗi nha. Xin lỗi chị, nhanh. Con hư lắm luôn, xin lỗi chị. Em xin lỗi trời. Mà tại sao con làm vậy? Tại thì kêu con là bé lộn. Mà con có cao đâu. Từ nay về sau không có được vậy nữa chưa? Anh Tùng, thôi coi như là em xin lỗi. Em cũng không biết con em giống nết ai mà nó lầy lội vậy. Chắc giống nết mẹ đó. Thôi mà em bỏ qua cho em nha. Thôi bỏ qua cho em nói nha con. Thôi được rồi, nói vậy thôi. Nít giỡn không mà. Thôi đi vào học bài con. Dạ, xin chào cô, về. Anh đi nha. Dạ. Bà nha, bà như con chim én. Lùng có một khúc người ta kêu bà lùng là đúng rồi. Hung dữ với người ta nữa. Lấy ba lô đi về. Con trợn mắt nhìn tôi hả? Mẹ ơi, cho cái quà tặng mẹ nè. Biết nịnh lắm luôn á, chuột lỗi nữa. Quà gì vậy? Giờ mẹ ngồi xuống. Rồi. Mẹ nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại. Mẹ đếm từ 1 tới 10 đi. Rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi đúng rồi, mẹ mở mắt lên đi. Ai á, mà kêu tôi là bé lùng là kẻ thù của tôi. Yêu quá chừng. Ủa, vậy là Winner sợ cô Linh hả? Dạ đúng rồi đó. Có lên mấy lần hả? Em thấy á, cô Linh xách tay Winner đi vòng vòng vậy á. Trời, hổ báo vậy mà cũng sợ mẹ hả? Mẹ của anh Winner dữ lắm á. Có mấy lần còn la Winner nữa. La là sao? La như vậy nè. Bây giờ chị là Winner, còn em là mẹ nha. Ok. Hả? Mẹ đã nói con bao nhiêu lần rồi? Tại sao con cứ chơi game hoài vậy hả? Con có rửa chén chưa? Con lau nhà chưa? Sao con có để em khóc hoài vậy? Trời ơi là trời! Sao con có để mẹ la con hoài? Con có não không vậy? Trời, con nhìn giống thiệt á. Dạ đúng rồi đó. Ông thiệt tanh nha. Ê, nhỏ nào mà ngồi giữa công viên mà cười hố hố vô duyên vậy? Con nhỏ hàng xóm nhà tôi á. Thôi bỏ qua đi. Ê, đừng nói với tôi nó là bạn gái ông nha. Gì? Nó? Ừ. Bạn gái tôi? Ừ. Ủa, ở đâu ra vậy? Cái con nhỏ xấu xí đó ấy, không bao giờ được làm bạn gái của tôi. Bạn gái của Winner là phải đẹp, đẹp, đẹp vô cùng. Đẹp cỡ tôi không? Gì vậy ba? Dạo này là tôi thấy ông có ý với tôi nha. Mày điên quá mày ơi. Bạn gái tao kìa. Gì? Ê, Thanh! Bạn gái tôi kìa. Anh Thần. Mình hợp nhau đến như vậy, ê, nhưng không phải là yêu. Và em muốn hỏi anh rằng chúng ta là thế nào? Ủa, rồi tao sao? Con nhà người ta thì đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, mới có bạn gái. Còn nhìn lại mình đi. Trời ơi, vừa xấu trai, vừa nghịch ngợm. Kiếm đâu ra bạn gái đây? Ôi trời ơi, có cái con ruồi dính trên mồm bà kìa. Mà thôi, tôi không đùa nữa. Các người chống mắt lên coi. Bạn gái của Winner là xếp hàng dài dài. Hai người là không có cửa nha. Nhớ nha, nhớ nhớ nha. Đồ xấu xa. Chị Thi, em không ngờ chị Sáu gì mà chị hát hay ghê luôn á. Thêm một con nữa phản chị. Cái gì? Winner có bạn gái? Đúng rồi đó cô, con có bị cận thị đâu. Nè Thi, cô không có nói dối cô nha, nha. Ờ cô, con không có nói dối đâu, con nói thiệt á, 99.99999% là con đúng luôn á. Winner nhà cô á hả? Nó còn con nít lắm, nó còn khờ lắm. Với lại á, nó làm biến lắm. Ở nhà mẹ sai làm này sai làm kia còn không làm. Thời gian đâu mà. Trời cô ơi, trong lớp con ha, ổng mới được mệnh danh là sát thủ đào hoa á cô. Nè, ví dụ nha, hôm nay nha, tán nhỏ này, xong mai tán nhỏ khác, cái ngày mốt tán luôn chị lớp lớn luôn. Mới lớp 10 thôi mà còn muốn làm phi công luôn rồi hả? Sao nó khác với bà nó quá vậy? Trời phải cô... không con? Trời, cô lo lắng quá. Tối ngày toàn viết thư tình không à cô. Viết thư tình gửi cho người này, xong mai gửi cho người khác. À, nhớ rồi, hôm bữa cô tiết sinh á, hình như là tự nhiên á, bạn đi ngủ, không có học hành gì hết trơn. Xong, cuối tiết đứng lên tuyên bố cả lớp, tôi biết hết rồi. Biết hết rồi. Biết hết rồi. Biết hết rồi. Con cũng không biết bạn biết gì nữa. Trời đất ơi, biết hết rồi.
Thôi chết rồi. Bác, cái này là của ảnh á. Thì ơi, cô Linh không đứng vững được nữa. Cái dòng mà mấy cái thằng hụt học ngu là hay lên lớp tán gái lắm. Đợt này về, thằng Winner chết với cô. Hôm nay tập cuối rồi. Hay quá. Rồi, đúng rồi. Ủa, mẹ con đang xem mà mẹ làm gì vậy? Coi hoạt hình đi. Không coi ba cái phim ngôn tình ngôn tiết rồi hung hít rồi trai gái yêu nhau kiểu đó, mẹ không có chấp nhận. Cái gì vậy? Thì thường ngày con vẫn còn xem, mẹ có nói gì đâu mà hôm nay mẹ làm sao vậy? Nhưng mà hôm nay mẹ suy nghĩ lại rồi, không được coi. Con coi lỡ con bắt chước rồi thì sao? Ủa, thì bắt chước thì đã sao nào? Trời ơi, Winner con nói gì vậy? Hả? Winner, nhìn mẹ nè. Nhìn mẹ nè. Con nhìn nè. Ở trên trường có, con có hôn bạn nào chưa? Hả? Hả? Bạn đó cùng lớp hay khác lớp? Rồi lớn tuổi hơn hay nhỏ tuổi hơn? Rồi hôn để hôn nhau. Rồi có làm cái gì nữa không? Nói mẹ nghe. Cái gì vậy mẹ ơi? Hôm nay mẹ nghĩ cái gì vậy? Cái chuyện đấy mà mẹ nghĩ được hả? Thì con cứ nói mẹ nghe đi. Con cam đoan là không. Con ơi, trời ơi, nhậu chết tôi rồi. Coi mấy cái phim này. Ủa sao mẹ, sao mẹ xé tập chuyện này của con? Mẹ xé chuyện con hồi nào? Nè, rồi mấy cái này ở đâu ra? Chuyện trong này chứ đâu? Cái này là cái đi nó xé, mẹ có xé đâu. Mẹ bị làm sao vậy? Hằng này cái Candy nó vẫn còn đọc cái này mà. Candy làm gì biết đọc chữ mà đọc cái này bậy mà. Mặt mẹ không thích con đọc cái này, con ngồi xuống đó nghe mẹ nói chuyện. Mẹ không thích con đọc mấy cái chuyện tranh này. Dư thời gian thì mình học bài hoặc là mình đọc những cái gì bổ ích hơn. Ví dụ như là đắc nhân tâm, là bí quyết thành công của người đàn ông, làm sao để mà trở thành một người đàn ông thật sự, làm sao mà để trở thành một người gọi là có tài. Đọc mấy cái này nhảm nhí. Chung là con không thích. Nè, coi tạp chí tạp đồ cứ mẹ cất là tha về thêm, cất là tha về thêm. Ủa cái gì vậy mẹ? Mấy cái này là con mượn của bạn con mà sao mẹ dẹp lắm cái gì? Mẹ để lại yên cho con đi. Con ngồi xuống đó. Nè, bạn nào mà cho con mượn mấy cái quyển tạp chí mà phụ nữ ổng ẹo cái này. Mẹ hả là không có chấp nhận mấy cái này. Mẹ đốt hết. Gọp đốt hết. Hôm nay mẹ làm sao thực còn chịu mẹ luôn á. Cái thằng này. Winner. Winner. Mẹ đốt nó nha. Sao không thương Hoa Tiết Ngọc gì vậy? Mệt quá, giờ này mà còn Hoa với Hòa gì, nó bực mình quá. Chuyện gì? Thì cái chuyện nãy giờ em nói với anh Winner đó, nó cứ lẫn quẩn trong cái suy nghĩ của em. Em không có tập trung mà làm được cái gì hết á. Sao không tập trung được? Thì Winner giờ nó cũng lớn rồi, đâu phải lúc nào cũng la mắng nó là một cái cách để dạy nó đâu. Phải nói sao cho nó hiểu chứ em. Nhưng giờ em hỏi anh nè, nó có mới có bi lớn à, học hành á thì không lo, suốt ngày cứ chăm chú vô mạng xã hội rồi đọc truyện rồi đọc tạp chí tào lao thiên địa, rồi bạn gái bạn trai, anh hiểu không? Em không có kiểm soát được và em thực sự là lo lắng, em không biết mình phải làm như thế nào. Cái tuổi của Winner bây giờ làm sao mà em đòi kiểm soát được? Winner bây giờ đang là tuổi ăn tuổi lớn, mà cái tuổi này người ta gọi là sủ nhi đó, là thích thể hiện mình, thích tự do. Mình không được quyền gò bó nó, mình phải là những người bạn của nó, mình phải trao đổi với nó cởi mở thì mới được, hiểu không? Cởi mở là sao em chưa hiểu. Cởi mở có nghĩa là mình nói với nó tất cả mọi chuyện, đã nói là một người bạn mà thì có thể chia sẻ tất cả mọi chuyện giới tính nè, chuyện học hành nè, chuyện tình yêu nè, trai gái như thế nào, cứ nói thẳng với con mình. Tào lao á, tào sao không nói được anh, mấy cái chuyện giới tính rồi trai gái không lẽ kể ra cho nó nghe? Thôi em thấy ngại lắm. Bậy, bởi vì em có suy nghĩ đó cho nên cái khoảng cách giữa em và Winner càng ngày càng xa. Nó không biết chia sẻ với ai, đúng không? Nó phải lên mạng nó tìm hiểu. Thời buổi công nghệ mà, lên mạng mà trên mạng nhiễu loạn thông tin rất là nhiều. Tình đúng cũng có,
tin sai cũng có, mà nhiều nhất là mấy tin tầm bậy đó. Nó có những cái tin tầm bậy đó rồi sao, rồi sao nè, nó sẽ bị nhập vô. Thôi anh đừng có nói nữa, anh nói em suy nghĩ lo lắng quá nè. Trời đất ơi, rồi bây giờ em phải làm sao? Thực sự là giờ em không biết bắt đầu từ đâu luôn á. Thôi bây giờ vậy đi, anh sẽ tìm một cái đường link về giáo dục giới tính, anh đưa cho em đó, em xem đó, xong rồi em sẽ có cái cách để mà gần gũi Winner, để mà nói chuyện với nó tốt hơn. Giờ có công việc rồi anh đi, về anh sẽ đưa cho em, vậy nha. Con chào cô Linh. À, ủa Thi? Dạ cô ơi, ngày mai hình như bạn Winner có hẹn Winner đi sinh nhật á. Đi sinh nhật? Ừ, hình như là ở biệt thự quận 2 á. Đáng vậy hình như là ba mẹ không có ở nhà, chỉ có một lớp tụi con thôi, cho nên là hình như có uống bia nữa. Con sợ Winner cái có gì con vậy? Cũng hình như hết vậy. Nhưng mà cái gì? Đi sinh nhật mà còn uống bia nữa hả? Trời đất ơi, bia vô thì trời ơi, ngày xưa tôi với ba nó có chuyện cũng vì bia. Thôi chết rồi Thi ơi. Ôi, đứng lại. Ủa, cô là ai vậy? Cô là ai hả? Cô là ai hả? Ủa mẹ, sao mẹ đứng ở đây vậy? Đứng dưới đây mẹ nói chuyện. Bước tới. Con chào cô. Con nói với mẹ là con đi sinh nhật. Tại sao hai đứa này chở nhau ra công viên làm gì hả? Vừa ăn sinh nhật xong vừa xong luôn ấy. Vậy tại sao ăn sinh nhật xong con không về nhà mà là hai đứa lại dắt nhau ra đây? Hai đứa dắt nhau ra đây làm cái gì hả? Rồi con của bé này là cái gì của con? Dạ con là người yêu, là bạn gái, đúng chưa? Dạ không cô ơi. Dạ cô ơi hả? Winner, mẹ đang nói chuyện hết sức nghiêm túc với con. Ủa tại sao vậy Winner hả? Mẹ đã cấm con rồi, hai đứa con đang là tuổi ăn tuổi học tuổi lớn, hai đứa không thể nào phát triển tình cảm được. Muốn gì qua 18 tuổi lên đại học rồi muốn làm gì làm. Hai đứa con lỡ mà có chuyện gì ai là người chịu trách nhiệm? Ba mẹ của các con, ba mẹ như cô nè mới cực khổ, đúng chưa? Hai đứa nói gì đi, giải thích làm sao được nữa đúng không? Đúng vậy. Hai người là gì hả? Là gì mà nắm tay giữa thanh thiên bạch nhật như thế này hả? Là gì? Là gì nói đi. Đâu ra vậy? Ủa cô thiết nghĩ là bây giờ ở đây để một mình cô nói thôi đúng chưa? Con cũng nghĩ thế. Con im đi, mẹ không có giỡn với con. Rồi còn con là cái gì của Winner nhà cô? Cô nghe con nói. Mẹ ơi, đây là bạn gái của thầy dạy thể dục trong trường con đâu mà. Dạ đúng rồi cô. Con có biết gì đâu. Bạn trai của con là thầy của em ấy. Rồi tại sao hai người đi chung ra đây hả? Thì đơn giản là chiều nay thầy có tiết trên lớp, thầy nhờ con đèo cô về thôi mà. Mẹ nghĩ gì đâu không ạ? Cô còn có gì muốn nói nữa không ạ? Nói gì vậy Thí? Chào cô. Dạ cũng hết rồi, hết chuyện rồi, hết chuyện để hỏi rồi. Nếu vậy thì thôi, chiều nay em còn có tiết, giờ em phải đi có việc. Dạ rồi, chào cô nha. Cô để em đi, em đi. Cô ơi, xin lỗi, nói chuyện nãy giờ chưa biết tên. Xin lỗi. Winner, dạ, đây dạ, là em. Dạ, vâng, dạ. Cô thì cô có chuyện muốn nói với con. Dạ con có chuyện muốn nói với cô chứ. Không, để con nói trước. Để con nói trước nha. Để con nói trước. Con xin lỗi cô. Thôi, đứng lại coi. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Nào mình cùng sẽ chia tiếng cười. Mãi ở bên cha sẽ chẳng rời xa cha con chúng ta phong ba bước qua. Vì nơi đây sẽ chính là nhà. Có tình yêu thương thiết tha và cha sẽ mãi mãi trông che. May mắn sẽ đến bên con. Dù là những đứa con trên trời rơi xuống đáng yêu quá chừng.